Xin chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo số dư ở trong danh mục hàng hóa. Thì để khai báo số dư hàng hóa trong phần mềm kế toán Smart Pro thì các bạn chọn mục 2 là hệ thống danh mục, rồi chúng ta chọn tab thứ hai là về hàng hóa. Thì ở đây trong cái mục là hàng hóa thì chúng ta có 3 cấp độ. Một là hàng hóa chung, tức là trong danh mục này chỉ có cấp độ là mã tài khoản và mã hàng hóa thôi. Cấp độ thứ hai là hàng hóa theo kho, tức là chi tiết theo từng kho, ví dụ một mặt hàng có thể nằm ở nhiều kho khác nhau. Mục 3 là hàng hóa theo lô. Trong mục hàng hóa theo lô thì chi tiết hơn, chỗ là một hạng mặt hàng có thể nằm ở nhiều lô và nằm ở nhiều kho khác nhau. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn là khai báo hàng hóa chung. Thì để khai báo trong hàng hóa chung này các bạn có hai cách. Một là chúng ta nhấn F10, chúng ta nhập thẳng vào cái lưới dữ liệu này. Các bạn lưu ý là chúng ta nhập ở dòng dưới này nhé. Còn dòng trên là cái dòng để chúng ta lọc dữ liệu. Chúng ta nhấn F10. Tài khoản ví dụ 1561, mã hàng hóa HH001, hàng hóa 001, mã nhóm, ví dụ nhóm A chẳng hạn, đơn vị, tồn đầu kỳ số lượng chúng ta nhập vào, tồn đầu kỳ giá trị chúng ta nhập vào. Sau khi nhập xong thì chúng ta muốn nhập tiếp thì chúng ta đưa mũi tên xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập mã hàng hóa thứ hai. Tuy nhiên cách nhập như này thì hay xảy ra tình trạng là khi các bạn đóng lại thì nó sẽ bị lỗi. Cho nên là khi các bạn nhập khoảng xong một cái mã hàng hóa mà các bạn đưa xuống dòng dưới thì các bạn nhấn Ctrl S để phần mềm lưu luôn, để cho trường hợp chúng ta đóng lại mà phần mềm bị lỗi là phần mềm sẽ không có lưu được, là chúng ta bị mất công nhập dữ liệu. Đó, thì khi các bạn nhớ lại là khi chúng ta nhập xong một mã hàng hóa, ví dụ 1561 hàng hóa 003 ví dụ vậy, hàng hóa 003 rồi mã nhóm, sau khi các bạn nhập xong một mã hàng này chúng ta đưa mũi tên xuống này, đồng thời chúng ta nhấn Ctrl S luôn để phần mềm lưu luôn, thì nó phần mềm kiểm tra khi mà chúng ta lưu thì phần mềm sẽ kiểm tra, trong trường hợp lỗi thì phần mềm sẽ báo cho chúng ta biết. Đây là cách thứ nhất là chúng ta nhập trực tiếp trên màn hình này. Cách thứ hai là chúng ta nhấn Ctrl New. Nếu mà chúng ta nhấn Ctrl New thì chúng ta nhập trên cái form này. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta nhập bằng cái Ctrl New này, ở đây nó có một cái nút là có thông tin khác. Trong trường hợp mà có thông tin khác thì các bạn nhấn T ha. Ví dụ như là tồn đầu kỳ các bạn nhập vào. Đơn giá bán các bạn nếu có các bạn nhập vào luôn ha. Thì các bạn nhập hết những thông tin các bạn có, sau đó chúng ta sẽ nhấn bấm vào nút là thêm. Cái lợi của cách nhập bằng cách nhấn Ctrl New này chỗ là trong trường hợp mà trùng thì phần mềm sẽ báo cho ta biết. Ví dụ chúng ta ở đây chúng ta nhập là hàng hóa 01 mà chúng ta bấm nút thêm cái thì Smart sẽ báo là chú ý hàng hóa này đã có rồi. Chúng ta sẽ chọn lại cái mã hàng hóa khác. Chúng ta bấm nút thêm. Chúng ta bấm nút thêm xong thì trên cái màn hình này nó vẫn chưa hiện mà chúng ta phải nhấn F7 rồi chúng ta nhấn phím tiếp là Escape. Như vậy là chúng ta đã thêm vào danh mục hàng hóa. Thì tại danh mục hàng hóa này, trong trường hợp mà các bạn muốn cho nó hiện thêm nhiều cột nữa chẳng hạn,
thì các bạn nhấn Ctrl ngã. Nếu mà các bạn không có nhớ phím thì chúng ta bấm vào nút View này, khai báo hiển thị các cột này. Ví dụ ở đây chúng ta muốn hiện thêm cái cột là tên nhóm nữa chẳng hạn. Thì ví dụ bằng cách trên cái form này chúng ta hiện tại là cái cột là tên nhóm chưa có hiện thì chúng ta gõ chữ T ở đây. Và chúng ta muốn hiện theo cột nào thì chúng ta gõ gần cột đó. Ví dụ cột mã nhóm đang là 4 thì các bạn muốn đứng gần cột mã nhóm thì chúng ta 4,1. Chúng ta lưu lại. Lưu lại rồi chúng ta đóng lại, chúng ta mở lại. Thì chúng ta sẽ thấy cột xuất hiện là tên nhóm. Tùy theo các bạn sử dụng những cái cột nào thì chúng ta hiện cho hiện những hiện sẵn ở trên cái màn hình này cho chúng ta dễ nhập. Như vậy là tôi đã khai báo ở xong ở trong danh mục hàng hóa. Khai báo số dư ở trong danh mục hàng hóa chung xong. Các bạn xem tiếp video tiếp theo về khai báo hàng hóa theo kho. Xin chào các bạn.